Buổi tối hôm nay lại không được test các bác ạ. Gặp bác chủ bên đây thì là chỉ có 3218 của Kubota đây, Tây Đô vừa đập hộp về đến đây thì chúng em chở cày sang, và bác chủ chỉ yêu cầu là lắp một dàn vào máy này thôi, còn dàn còn lại này vào con máy đây 3408 thì ngày mai bác tự lắp. Đó. Đấy, hai con chảo năm em đã bàn giao xong. Không, dòng này thì thời điểm này thì anh không cần phải bảo dưỡng cái gì cả. Chỉ có anh có cái, nếu như con đấy nó không có ấy thì là anh có cả lấy xích anh siết vào là chặt rồi. Của anh đang hỏi là như thế này, ví dụ bi nó hỏng thì anh phải tháo đít ra, tháo đít xong là đóng ốc, đóng trục từ đằng kia thì vâng rồi ok xong. Nhưng mà anh tháo ra là anh tháo bốn cái mặt bích này rồi. Nhấc ra ngoài ngồi làm cho nó nhàn chứ anh không cần phải để ở đây. Hiểu rồi, vâng. Dạ rồi ok em hiểu. Đỡ phải gọi cơ không đấy. Như hôm nay em đi lắp cày đúng thật bao nhiêu năm lắp cày, nhưng mà thỉnh thoảng mới gặp được các bác khách quá am hiểu và sành sỏi như thế này nên là em rất là nhàn. Biết được cái quy trình của nó này là 207. Làm thêm con máy đắp bờ nữa lại có tiền đấy. Ok các bác nha, hàng bên em đã bàn giao xong cho bác chủ đây rồi. Nên là chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Kính chúc các bác thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.